tiếp nối series về danh sách những bộ phim đang chiếu hoặc sắp được lên sóng trong mỗi tháng. Trong video hôm nay, hãy cùng Cbiz Film điểm qua một vài bộ phim đặc sắc dự kiến phát sóng trong cuối tháng 7 và tháng 8 này nhé. Thác vị, cảnh đan xen. Phát sóng trên iQIYI từ ngày 11 tháng 7. Bộ phim Thác vị là một dự án thuộc series Dạp hát sương mù, phát sóng từ ngày 11 tháng 7. Sau một tuần lên sóng, tính đến ngày 18 tháng 7, phim đã phá 9.000 điểm nhiệt trên iQIYI, phim cũng mở điểm Duben được 7,4 điểm với hơn 12.000 lượt đánh giá. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên thực lực, bảo chứng cho chất lượng phim như Mã Y Lợi, Đồng Đại Vi, Cao Chí Đỉnh, Lam Doanh Oánh, Vương Kính Tùng. Nội dung phim Thác vị kể về câu chuyện của hai cảnh sát hình sự là Khương Quang Minh do Mã Y Lợi đóng và Thạch Lạc do Cao Chí Đỉnh đóng. Trong quá trình điều tra một vụ án, họ tình cờ phát hiện ra rằng hiện trường vụ án lại trùng khớp một cách kỳ lạ với những chi tiết của một vụ án mà tác giả Cố Kỳ Minh do Đại Vĩ đóng đã mô tả trong tiểu thuyết của mình từ trước đó. Sự đan xen giữa hư cấu và hiện thực, sự xuất hiện của những tình tiết của tiểu thuyết đã mang lại hướng đi mới cho cuộc truy đuổi của hai vị cảnh sát, nhưng cũng đã dẫn họ vào những bí ẩn sâu hơn như rơi vào trong sương mù. Vụ án trong vụ án, bí ẩn trong bí ẩn, kẻ thù ác ẩn nấp sau màn đó là ai? Những bí mật được bật mí một cách đầy bất ngờ trong từng diễn biến. Đường Chiều Quỷ Sự Lục phần 2. Phát sóng trên iQIYI từ ngày 18 tháng 7. Đường Chiều Quỷ Sự Lục phần 2 còn có tên là Đường Chiều Quỷ Sự Lục Chi Tây Hành, phim gồm nhiều phần nhỏ khác nhau. Mỗi phần là một vụ án thần bí, quỷ dị được truyền tai nhau, ẩn chứa nhiều tình tiết lôi cuốn và hấp dẫn không ngờ đối với khán giả. Đường Chiều Quỷ Sự Lục phần 2 mở đầu với câu chuyện kỳ bí về bức tranh phục ma trong chùa thành Phật do đệ nhất họa sư đương thời là Tần Hiếu Bạch vẽ nên. Cũng vì bức họa này mà hàng loạt vụ án mạng bí ẩn xảy ra, khiến người dân Trường An hoang mang, lo sợ đồn thổi rằng ma vương thoát tường tàn sát người dân. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Dương Húc Văn, Dương Chí Cương, Cốc Tư Văn, Trần Sang. Đã phát sóng 6 tập trên iQIYI từ ngày 18 tháng 7. Nhiệt độ và thành tích của phim đều ở mức tương đối tốt. Trước mắt nội dung được cư dân mạng khen hấp dẫn và đặc sắc, kỹ xảo hình ảnh của phim vẫn được đầu tư hoành tráng và đẹp mắt, nhiệt độ của phim cũng tăng ổn định. Những câu chuyện của phim được diễn ra dưới bối cảnh đường triều, mở đầu phim đã hiện ra các cảnh tượng thịnh thế thời đại đường. Đây là thời đại lưu hành rất nhiều truyền thuyết bí ẩn, cho thấy trí tưởng tượng của con người trong giai đoạn này vô cùng phong phú. Chính vì sự phát triển không ngừng của đời sống vật chất, nhiều văn hóa khác nhau được du nhập là nguồn cơn phát sinh những sự kiện ly kỳ, khó lòng lý giải. Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Phát sóng trên Youku từ ngày 19 tháng 7. Là một trong những dự án trọng điểm của nền tảng Youku trong năm 2024, câu chuyện của thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong lấy bối cảnh vào 20 năm trước của thiếu niên Ca Hành, kể về những bậc tiền bối khi xưa. Khi đó, Bách Lý Đông Quân, do Hầu Minh Hạo thủ vai, người sau này sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, lúc này vẫn là cháu đích tôn được muôn vàn sủng ái của Trấn Tây Hầu Phủ. Tiểu công tử Bách Lý Đông Quân có phụ thân võ công tuyệt thế và mẫu thân gia chủ Ôn gia, nhưng từ nhỏ Bách Lý Đông Quân đã bướng bỉnh, không giỏi thi thư, không đọc binh pháp cũng không chịu học võ nghệ. Y chỉ thích một mình một chỗ tự tay ủ rượu ngon, chỉ vì đã từng hứa hẹn với người bạn Diệp Vân thuở niên thiếu sẽ trở thành tử tiên. Nhưng số mệnh của Bách Lý Đông Quân không cho anh quyền tự mình quyết định, cuối cùng vẫn trở thành đệ tử của thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh do Khưu Tâm Trí thủ vai, rồi bắt đầu học võ công. Trong quá trình này, Đông Quân quen biết với Hồng Nhan Chi Kỷ Nguyệt Giao do Hồ Liên Hinh thủ vai và gặp lại Diệp Vân giờ đã đổi tên thành Diệp Đình Chi. Dưới sự ảnh hưởng của họ, Bách Lý Đông Quân bắt đầu tự ngẫm lại chính mình, quyết định sống đúng với thân phận và trách nhiệm. Nhiều năm sau, Diệp Đình Chi bị lợi dụng phát động chiến tranh tại Trung Nguyên. Lúc này Bách Lý Đông Quân là người dẫn đầu các anh hùng Bắc Ly, chống lại kẻ địch. Đối đầu với Diệp Đình Chi, Đông Quân không e ngại, không lùi bước, một lòng vì chúng sinh, vì cứu lấy người bạn thân thiết nhất của mình. Bộ phim đã lên sóng từ trưa ngày 19 tháng 7, nhiệt độ ban đầu đạt mốc 6.000 điểm nhiệt phim và nhận về nhiều lời khen, nhất là những đánh giá tích cực về hiệu ứng hình ảnh và kỹ xảo. Phim Bắc Thượng. Phát sóng trên iQIYI vào giữa tháng 8. Bộ phim Bắc Thượng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Từ Tắc Thần. Đây là một tác phẩm từng đạt giải thưởng văn học Mâu Thuẫn, kể về cuộc đời những người trẻ tuổi cùng lớn lên bên dòng kênh Đại Vận Hà. Họ đã cùng nhau lớn lên, trải qua quá trình lập nghiệp khó khăn và gian khổ rồi về quê để phát triển. Trong đó, nữ chính Hạ Phượng Hoa, do Bạch Lộc thủ vai, lúc nhỏ cô bé bôn ba ngoài đường phố, cùng mẹ trông coi sạp đậu phụ. Hạ Phượng Hoa từ nhỏ đã quyết đoán và kiên cường, khi trưởng thành cô đã tự mở cửa hàng để lập nghiệp, sau đó dấn thân vào ngành vận chuyển hàng hóa tại thành phố lớn. Cũng tại đây, cô gặp lại Vọng Hòa, do Âu Hào thủ vai, người bạn thơ ấu mà cô từng cảm nắng.
cả hai cùng nhau phát triển sự nghiệp lẫn tình cảm, sau đó trở về giúp đỡ xây dựng quê nhà. Trong phim, tạo hình của nhân vật nữ chính Hạ Phượng Hoa do Bạch Lộc đảm nhận ở một giai đoạn cuộc đời có mái tóc cắt ngắn, gương mặt đen nhẻm, không được đẹp mắt. Nữ diễn viên đã phá vỡ hình tượng ngọc nữ của mình để tham gia một dự án phim mới. Điều này cho thấy cô đặt rất nhiều tâm huyết vào Bắc Thượng. Được biết, dự án phim Bắc Thượng nằm trong loạt dự án phim trọng điểm năm 2024 của CCTV và Cục Phát thanh Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc. Bộ phim cũng đã được chọn vào Quỹ đặc biệt phát triển ngành văn hóa của Ban Tuyên giáo Trung ương để thúc đẩy sự phát triển của ngành điện ảnh và truyền hình. Chính vì vậy, Bắc Thượng là bộ phim vô cùng được mong chờ. Tứ Hải Trọng Minh phát sóng trên iQIYI vào nửa đầu tháng 8. Tứ Hải Trọng Minh là một tác phẩm truyền hình thuộc thể loại tiên hiệp với phần kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Ta có ba cái Long Ngạo Thiên Trúc Mã của tác giả Y Đái Tuyết. Kịch bản của phim được chấp bút bởi Phương Khương Khương, một biên kịch có tiếng khi đã tạo nên thành công cho tác phẩm nổi tiếng Pháp Sư Vô Tâm. Trong khi đó, vị trí đạo diễn được đảm nhận bởi Thành Tử Du, người từng khẳng định tài năng của mình với dự án Sơn Hà Lệnh được đông đảo khán giả đón nhận. Tứ Hải Trọng Minh kể về hành trình tu tiên và sông pha giang hồ của Nam Nhan do Cảnh Điềm đóng và ba người bạn. Vì chữa bệnh cho mẹ, Nam Nhan xin làm đệ tử của Ngưỡng Nguyệt Tông để học luyện đan. Tại đây, nàng gặp Kê Dương do Trương Lăng Hách đóng, thực chất anh là đế quân đang giấu giếm thân phận. Họ đã thiết lập ổ khóa đồng tâm, kết hôn với nhau và đồng hành cùng nhau trên con đường tu tiên. Từ mối quan hệ oan gia, sau nhiều lần kề vai chiến đấu, họ đã nảy sinh tình cảm với đối phương. Tuy nhiên, mẹ của Nam Nhan bị ma tu giết, Kê Dương vì bảo vệ nàng cũng bị sát hại. Trong quá trình trả thù, Nam Nhan phát hiện ra nàng là chuyển thế của yêu hậu. Đồng thời, Nam Nhan vướng vào một âm mưu lớn do nhân vật Phụng Vi, người được coi là thầy của thiên hạ dựng lên. Liễu Chu Ký phát sóng trên Tencent vào giữa tháng 8. Liễu Chu Ký là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Tác phẩm nguyên tác được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc, có nội dung xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường do Vương Sở Nhiên tủ vai. Con gái của một gia đình quan lại đang lâm vào cảnh sa sút, nàng được gả vào kinh thành cho một thương nhân tên là Thôi Cửu. Nhưng giữa đường rước dâu, sự cố lại xảy đến khi Liễu Miên Đường bị thổ phỉ cướp dâu, khiến nàng trở thành áp trại phu nhân của một tên phản tặc. Thế nhưng, đây chỉ là một vở kịch, thân phận thật sự của Liễu Miên Đường chính là đại đương gia của bang thổ phỉ này. Từng nhiều lần đối đầu bất phân thắng bại với Hoài Dương Vương Thôi Hành Chu do Trương Vãn Ý thủ vai. Nhưng sau một biến cố nọ, Liễu Miên Đường bị trọng thương nặng tới mức hôn mê mấy tháng liền. Đến khi tỉnh dậy thì không còn nhớ rõ được những gì xảy ra sau khi gả chồng, nên đã lầm tưởng Hoài Dương Vương là người chồng tên Thôi Cửu mà mình đã gả trước đó. Hoài Dương Vương dù biết rõ mọi chuyện, nhưng y vẫn quyết định giả làm thương nhân Thôi Cửu, lợi dụng Liễu Miên Đường để làm mồi nhử cho mục đích của mình. Thời gian dần trôi qua, Thôi Hành Chu dần đem lòng yêu người vợ hờ Liễu Miên Đường, nhưng lúc này, Liễu Miên Đường cũng vô tình biết được người chồng hiện tại của mình không phải là Thôi Cửu thật sự, khiến cho Hoài Dương Dương phải đau đầu nghĩ cách truy thê vất vả. Cũng kể từ đây, những bí mật động trời đang ẩn giấu phía sau sơn trại thổ phỉ kia cũng dần được hé lộ. Lời nói dối của em thật êm tai. Phát sóng trên iQIYI vào cuối tháng 8. Lời nói dối của em thật êm tai là câu chuyện tình yêu đầy thú vị và chữa lành giữa cô nàng minh tinh nổi tiếng khó chiều cùng với anh chàng bác sĩ có phần hơi độc mồm độc miệng. Tần Phỉ, do Trương Dư Hi thủ vai, là một nữ minh tinh nổi tiếng trong làng giải trí, sở hữu nhan sắc xinh đẹp động lòng cùng với vóc dáng mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Tần Phỉ còn là người bên ngoài độc miệng, cứng cỏi, ngay thẳng nhưng bên trong lại thiện lương, thậm chí có chút ngốc nghếch vô tri. Cũng chính vì thế cô nàng hay vướng phải nhiều scandal với đủ thể loại từ tình cảm cho đến mối quan hệ giữa người với người. Còn nam chính là một bác sĩ tên Hành Chi Chỉ, do Trần Tinh Húc thủ vai, là một anh chàng có vẻ ngoài ấm áp, thanh lịch, phụ nữ rất yêu nhưng thực tế lại rất khôn ngoan, tâm địa hai mặt đen tối, tính tình có phần hơi phúc hắc. Cả hai vốn đã quen nhau từ bé, thậm chí thầm yêu đơn phương nhau từ thuở đó. Sau 20 năm, họ có duyên gặp lại nhau trong lần cứu trợ động đất tại một địa phương. Hai người một là thợ săn, một là con mồi ngụy trang, dây dưa với nhau tạo nên nhiều câu chuyện thú vị, cùng nhau nâng đỡ trong sự nghiệp và cùng nhau chữa lành cho tâm hồn của đối phương. Tạo hình của cả Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi trong Lời nói dối của em thật êm tai đều nhận được nhiều lời khen có cánh từ cư dân mạng. Vốn dĩ cả hai diễn viên đều là những người sở hữu nhan sắc nổi bật, lại được đoàn làm phim đầu tư và trau chuốt nên tạo hình của cả hai có thể nói là đa dạng và phù hợp với nhân vật họ đóng. Băng Tuyết Giao, tên cũ như Nguyệt phát sóng trên Tencent vào cuối tháng 8. Băng Tuyết Giao là bộ phim truyền hình lấy bối cảnh thời dân quốc, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của tác giả Nila,
Phim kể về chuyện tình của anh chàng ma cà rồng ngàn năm. Đang ẩn dưới lớp vỏ bọc là một nhà báo tên Thẩm Chi Hằng do Cao Vĩ Quang thủ vai và nàng thiên kim tiểu thư bị mù tên Mễ Lan do Âu Dương Nana thủ vai. Trăm năm về trước, thiên hạ bỗng xảy ra hiện tượng dị thường, nhiều người đột ngột bị biến thành ma cà rồng chỉ sau một đêm. Nhiều người trong Thẩm gia cũng không may trở thành ma cà rồng sau khi bị em trai cắn phải, nam chính Thẩm Chi Hằng rơi vào tình trạng chết giả. Đến khi sống lại, hắn cũng đã trở thành một tên ma cà rồng bất lão bất tử, ưa chuộng màu đỏ nhưng lại rất sợ lửa, sợ ánh sáng mặt trời, ngoại hình bên ngoài chỉ tầm khoảng 28 tuổi. Sau hàng trăm năm tồn tại trên thế gian, Thẩm Chi Hằng được biết đến là một trong những nhà tư bản lớn nổi tiếng ở vùng đất Thiên Tân, cũng là ông trùm báo chí ở đây. Tuy nhiên, vì đắc tội với người Nhật mà bị ám sát. May mắn thay lúc này, anh gặp được Mễ La và được cô cứu giúp. Về sau, Thẩm Chi Hằng tìm đến ân nhân để trả ơn, từ đó mà biết được hoàn cảnh khốn khó của Mễ Lan. Câu chuyện tình cảm giữa nàng tiểu thư mù và anh chàng ma cà rồng chắc chắn sẽ khiến người xem tò mò và trông chờ. Nhất là khả năng hạnh phúc bên nhau vô cùng mỏng manh do tính chất thời đại và ranh giới người với ma cà rồng cũng khó có thể phá bỏ. Trên đây là một số tựa phim sẽ đã và sắp được lên sóng của các nền tảng trong tháng 7 và tháng 8. Đây đều là những được đầu tư chỉnh chu, hứa hẹn đem đến cho khán giả những trải nghiệm xem phim thú vị. Trong danh sách này có bộ phim nào mà bạn đang mong chờ hay không? Hãy chia sẻ với chúng mình ở dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!